20 chị. Bên em có 12 màu, vừa đánh khôm vừa làm kim tuyến được luôn. Mà một hũ tới 2 ao luôn. Còn giá thì rất là rẻ mà rất là dễ làm. Mấy anh chị nào quan tâm á, mình có bảng màu luôn nha, thích lắm. Mình phải lấy bộ này mới được. Rất là đẹp, đủ màu. Tất cả là những có những cái màu chủ đạo đây ha. Và em sẽ chia sẻ cho mấy anh chị cách làm như thế nào nha. Nó có silver nữa nha. Nó có cái màu silver đây. Rồi cái hũ của nó là to đồng luôn. 2 ao đây là 12 hào của mình. Và tất cả là mình sẽ có một cái bảng màu cho mấy anh chị luôn. Rồi nghe mấy anh chị nha, cái này là màu đen nha. Thì cái này á, mấy anh chị thường xài màu đen thì lên màu sẽ đẹp hơn. Màu trắng thì nó lợt hơn. Sau đó thì em sẽ dùng cái top 4 trong 1. Em sẽ sơn lên và em hơi trong vòng 15 second thôi nha mấy anh chị nha. Rồi em đang làm sao mà nó để nó ra được hai mẫu giống vậy. Nó vừa là chrome và vừa là kim tuyến nha. Thì cái top này em đã bỏ em hơi 15 second rồi. Ok, bây giờ em sẽ nhúng thẳng vô đây cho mấy anh chị luôn. Đây, nhúng vô ha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình chà nó thôi. Đấy, là mình sẽ ra được làm một cái khơm. Rồi đó, mấy anh chị thấy không? Mà một hũ nó rất là lớn cái màu silver này. Quá đẹp luôn nha. Đó. Rồi. Rồi xong rồi sao nữa? Thì nếu mà mấy anh chị sợ bị tróc thì mình sẽ bỏ bay trước, rồi mình sẽ bỏ bạch thóp lên giùm em nha. Cũng là em cũng dùng một cái thóp bên em. Rồi rồi em sẽ chia sẻ cho mấy anh chị là cách làm kim tuyến ha. Thì mấy anh chị sẽ bỏ thóp lên giùm em, bỏ thóp lên nhưng mà mình không hơ nha. Cái bây giờ là Lily sẽ không hơ nha. Còn dip á, thì mấy anh chị cứ dip rồi nhúng. Còn cái này là em đãi sơn màu treo thì mấy anh chị sẽ nhúng thẳng vô giùm em nha. Rồi đó, thì nó ra giống vậy. Mấy anh chị phủi nó thôi. Rồi sao nữa là mấy anh chị đem đi hơ giùm em, đem đi hơ đèn giùm em nha, đem đi hơ đèn vô, đẹp không mấy anh chị? Yeah. Mình sau khi mình hơ đèn á thì mình sẽ bỏ thóp lại hoặc là không bỏ thóp cũng được luôn. Đây mấy anh chị, đây màu này màu silver, còn màu này màu gold ha, rất là dễ làm luôn. Và tổng cộng Lily sẽ có 12 màu để cho mọi người sự lựa chọn nha. Okay.